Khu tưởng niệm liệt sĩ ngã Ba Dòng thuộc huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn lưu giữ ký ức lịch sử về những chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống trong Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một cuộc nổi dậy vũ trang đánh đuổi Pháp Nhật của người dân miền Nam năm 1940. Nguyễn Thị Minh Khai, một trong những chỉ huy xuất sắc của Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng đã hy sinh trong sự kiện lịch sử trọng đại này của đất nước và dân tộc. Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, ba là con của ông Nguyễn Huy Bình, người Hà Nội. Nhưng Nguyễn Huy Bình là làm hỏa xa tại Vinh, cho nên đã kết hôn với một người phụ nữ họ Đậu, quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Và cuối cùng thì ông định cư ngay tại quê vợ. Và do vậy, Nguyễn Thị Minh Khai đã ra đời ngay tại thành phố Vinh vào năm 1910. Bà Nguyễn Thị Minh Khai ra đời trong bối cảnh lịch sử phức tạp. Chính quyền thực dân đang tìm cách hạn chế, ngăn cản và chặn đứng những phong trào Duy Tân, phong trào Đông Du của các chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Lúc bấy giờ, tuy còn rất trẻ, nhưng Nguyễn Thị Minh Khai đã nhanh chóng tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1927, Nguyễn Thị Minh Khai đã tham gia Tân Việt Cách Mạng Đảng. Năm 1930, thì Nguyễn Thị Minh Khai đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Và bà đã rời quê hương để đi sang Trung Quốc, hoạt động cách mạng tại Trung Quốc với nhiệm vụ đầu tiên là làm thư ký cho Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này. Tại đây, bà đã có nhiều hoạt động rất sôi nổi. Và vì thế, năm 1931, thì Nguyễn Thị Minh Khai đã bị giặc bắt và bỏ tù từ năm 1931 cho đến năm 1934. Năm 1935, tại thủ đô Moscow của đất nước Xô Viết, Nguyễn Thị Minh Khai được Phương Đông Bộ Quốc tế Cộng sản cử làm đại biểu chính thức tham dự Đại hội 7 của Quốc tế Cộng sản cùng với Lê Hồng Phong. Bà đã kết hôn với Lê Hồng Phong và theo học tại Trường Đại học Phương Đông tại Liên Xô do Quốc tế Cộng sản thành lập. Nguyễn Ái Quốc cũng đã tham dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản với bí danh là Lin. Sau đó, bà đã tham gia học cái Đại học Đông Phương và hoàn tất chương trình vào năm 1936. Năm 1936 thì Nguyễn Thị Minh Khai trở về nước và tham gia hoạt động cách mạng. Bà là một trong những thành viên của Sứ ủy Nam Kỳ, đồng thời trực tiếp làm bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Giữa năm 1940, người dân Việt Nam bị đè nặng bởi hai ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Người dân các tỉnh miền Nam vốn đã bị thực dân Pháp đô hộ khốc liệt, nay lại gặp phát xít Nhật cũng tàn bạo không kém, nên ý thức đấu tranh bùng nổ. Tại Sài Gòn Chợ Lớn, Sứ ủy Nam Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động khởi nghĩa đánh đuổi Pháp Nhật, trong đó có vai trò quan trọng của Nguyễn Thị Minh Khai. Năm 1940, thì bà cùng với Thành ủy, cùng với Sứ ủy tham gia phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong khởi nghĩa Nam Kỳ, thì lúc bấy giờ, mặc dù nhiều cán bộ cao cấp của Đảng đã bị thực dân Pháp bắt, nhưng Nguyễn Thị Minh Khai vẫn kiên trì giữ vững cái vị trí chiến đấu của mình và tha bị bắt rồi bị tử hình, chứ bà quyết không chịu buông xuôi. Khởi nghĩa Nam Kỳ đã bùng nổ vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, lan rộng ra khắp miền Nam từ Biên Hòa xuống đến tận Cà Mau, tạo nên nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho chính quyền thực dân. Tuy nhiên, Pháp cũng đã thẳng tay đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa. Nhiều cán bộ của Đảng Cộng sản Đông Dương bị bắt giam và sau đó bị tử hình tại ngã Ba Dòng, Hóc Môn, cũng chính là một trong những nơi đã diễn ra Nam Kỳ khởi nghĩa. Ngày nay, tại khu tưởng niệm liệt sĩ ngã Ba Dòng khang trang, những hàng cột tái hiện nơi xử bắn những cán bộ cách mạng đã được dựng lên cùng những hình điêu khắc mô tả giây phút cuối cùng của các chiến sĩ. Một cuộc đời chỉ có 31 tuổi xuân, nhưng Nguyễn Thị Minh Khai đã chứng tỏ cái khí phách kiên cường, cái ý chí mạnh mẽ và đặc biệt là cái nhạy bén
của một trí thức cách mạng. Bà đã để lại tấm gương sáng không phải chỉ cho riêng phụ nữ Việt Nam mà còn là cho của truyền thống cách mạng Việt Nam. Máu của các vị anh hùng liệt sĩ đã thấm xuống nhiều vùng đất thiêng liêng trong Nam Kỳ khởi nghĩa, nhưng những dòng máu đó vẫn tiếp tục chảy trong huyết quản của những thế hệ người Việt Nam yêu nước đã tiếp nối truyền thống đấu tranh chống thực dân đế quốc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành miền Nam vẫn còn lưu dấu tên người nữ chiến sĩ cách mạng, nữ bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn qua những ngôi trường mang tên bà. Đồng thời có một con đường trung tâm, một trong những tuyến giao thông quan trọng chạy xuyên qua quận 1 và quận 3 cũng vinh dự được mang tên Nguyễn Thị Minh Khai cùng rất nhiều những con đường ở các tỉnh thành khác trên cả nước. Qua đó, tên tuổi của người nữ chiến sĩ cách mạng luôn được mọi người nhắc đến với sự kính trọng và tri ân. Điều đó tỏ rõ nhân dân Việt Nam kính trọng bà và muốn cho con em của mình, các thế hệ sau này của mình học tập ở cái tấm gương của bà về ý chí và tinh thần. Và rõ ràng khi mà có ý chí, có tinh thần cao cả thì có thể làm được những việc lớn, những trọng trách, dù đó là một người phụ nữ.